chào mấy bạn. Ok, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Quân R đây các bạn ơi. Các bạn thấy không? Trời ơi, đứng vỗ tay luôn các bạn. Trời ơi, đứng vỗ tay luôn. Rồi, và trong video ngày hôm nay thì các bạn có bao giờ từng nghe nói một cái con mà nó thực sự rất là meta và mạnh hơn cả Cupid không các bạn? Cupid là cái con mà ở video trước mình đã có làm cho các bạn xem rồi đấy. Mình có thể leo Nightmare tới 15 phút 46 giây. Và cái con này đã từng leo hơn và thậm chí là hơn nữa luôn các bạn. Thực sự rất là mạnh và rất là rẻ luôn. Đối các bạn nó là con gì? Mình sẽ cho các bạn 3 giây để các bạn bình luận phía bên dưới. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký trong vòng 3 giây luôn nha. 3, 2, 1. Ok, và mình nghĩ là rất là nhiều bạn có thể đoán được cái con này rồi đúng không? Đó chính là Fox DJ Speakerman. Đây là một cái con mà các bạn có thể nói nó là một trong những cái con mà meta hồi trước các bạn. Nó có thể đứng ngang hàng với Cupid luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại thì Cupid nó mạnh hơn rồi. Nó mạnh hơn nhiều lần là 49.000 down luôn. Rồi, và ngày hôm nay mình sẽ cầm cái con hả Fox DJ Speakerman này để mình vào mình test thử cho các bạn xem sức mạnh bừng kỳ của nó ha. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là những đăng ký vì nó miễn phí nha. Và các bạn cũng đừng quên là muốn mua những con này vào forum.vn nha. Còn bây giờ thì chào cái nữa nè. 1, 2, 3. Những con thủy đột kia đứng ngồi vỗ tay vậy các bạn. Ok các bạn ơi, và mình vẫn chưa biết được rằng là nó có mạnh hay không, nhưng mà mình sẽ quyết định là mình chơi chế độ khó này đi các bạn. Chế độ này nó sẽ giúp cho mình có thể trải nghiệm qua sức mạnh này nếu như cái con Fox DJ này nó thực sự là mạnh. Rồi ok các bạn ơi, và nhiệm vụ đầu tiên của mình thì mình sẽ xây ra những cái con Santa TV Man này để mình có thể tích tiền một cách nhanh nhất có thể nha các bạn ơi. Bởi vì khi mà các bạn tích tiền thì các bạn có thể đặt ra con này, tại vì con này nó rơi vào khoảng 400 tiền các bạn. Nó khá là mắc ha, và mình không biết được rằng là nó có thực sự là mạnh như cái lời đồn mà trước đây rất là nhiều người nói đó là một cái con meta luôn các bạn. Các bạn phải biết rằng cái con meta rất là khủng khiếp ha. Trời ơi, quỷ này nó dùng cú bích. Trời ơi, thằng quỷ này. Rồi ok các bạn ơi, và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ bắt đầu, mình sẽ farm cho thằng Cookie nó sẽ dép ha. Mình sẽ trên Nightmare để mình test thử cái sức mạnh của cái con này ha. Trời ơi, quỷ này mỗi bên để một con các bạn. Rồi không sao ha. Thì bây giờ là đầu tiên mình sẽ kêu nó bán sao các bạn, không sao hết. Và mình sẽ test thử ha. Thì hiện tại là con này nó chỉ rơi vào khoảng 250 dam tới 800 dam, DPS 4000 và thậm chí là cooldown là 1-0.1 các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ up lên. Và bây giờ các bạn có thể thôi, quá bự dữ vậy. Lờ thì nó bự dữ vậy. Mình bị bất ngờ các bạn, quá bự luôn các bạn ơi. Vãi cánh đồi thì chứ. Rồi các bạn nhìn nè. Boom! Quá là đã luôn, nghe nhạc nè các bạn thấy không? Nghe nhạc quá là đã luôn các bạn ơi. Ơi mình tính ra là mình thấy nó cũng mạnh nha các bạn, nhưng mà từ từ để mình xem thử coi nè. Trời ơi, nó bắn không dính. Nó bắn không dính kìa, vãi thôi đi không sao. Up lên cái nè. Uầy, cái tầm nó xa dữ vậy. Yo! Ê, tính ra là nó mạnh nha các bạn. Nó đánh lan luôn nè. What the hell man, mạnh vậy. Trời ơi, trời nhìn nè. Uầy, hỏi sao nó không từng mệnh danh là một con meta các bạn ơi, thực sự. Rồi bây giờ thì mình sẽ up ra để mình up full cái con này thử các bạn ơi. À, cái này thì nó sẽ bị nếp đam rồi các bạn. Đó, 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 nè, nè, nè. Up lên cái đó nè. Uầy, ác. Ôi, nó mạnh kìa các bạn ơi. Thậm chí là cái tầm nó rất là xa luôn các bạn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử là như thế nào ha. 400, mình sẽ xây thêm một con ở đây các bạn. À, mình sẽ để ở ngay cái góc này. Rồi, ok ha. Rồi các bạn ơi, các bạn thấy không? Cái gì cũng lăng quăng các bạn. Nó không cái gì cũng lăng quăng luôn các bạn ơi. Quá là đã luôn ha. Và up lên luôn nè. Rồi, à, hai con này của mình thì nó có thể hả đép được tới đâu nha các bạn. Ê, mình thấy bắt đầu nó cũng bắt đầu nó hơi lọt lọt rồi các bạn. Trời ơi, mày còn ngủ tao nữa mày. Con quỷ này. Trời ơi, đã khổ lắm rồi mà mày còn ngủ tao hả mày. Làm sao, up lên luôn. Wow, quá xịn luôn các bạn nhìn nè. Quá mạnh luôn, thực sự không còn gì để bàn cãi luôn các bạn. Nếu như mà hồi đó mà chưa bị nép á, mình nghĩ nó rất là mạnh ha. Rồi thằng quỷ này nó đép giùm mình mấy quay nè, quá đạt. Rồi rồi, up full nè, up full nè. Quay up full cái nó bao quá cái map luôn các bạn. What the hell man. Rồi máu rút nè, máu rút nè. Trời ơi, y sờ đát sờ riêu. Rồi mình up cái con này lên chắc nó cũng bao quát luôn cái map quá các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không có khả năng để nó nép được tối ưu nhất ha. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ test con này và mình sẽ nhờ thằng cu này nó sẽ vô nó hỗ trợ mình ha các bạn. Các bạn nhìn nó rút má nè, nó rút, trời ơi, nó rút, chưa bao giờ thấy như vậy luôn các bạn. Nó rút như co tết đó các bạn ơi. Ơi, mình tính ra tôi nghe cái nhạc của cái con này nó khá là vui nhộn cái lỗ tai các bạn. Thật sự, vui vãi cả nồi luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ để xem là chúng ta up giá của cái này lên như thế nào ha. Rồi 4000 nè, up lên nè, rồi 4000 up lên nè, rồi quá đã luôn.
ông ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử coi là liệu như cái con này nó có thể so sánh với Cupid được hay không ha các bạn. Thì bây giờ là Cupid level 2 là cooldown là 1.5 đúng không? Dam là 1.200 và 25 1.500. Thì con này level 4 rồi, con này level 4 rồi, không so sánh được ha. Thì nói chung là nó sẽ giảm mất ở tối thiểu nha các bạn. Đâu, để tí nữa mình quăng được cái con DJ TV Man này thử coi coi là nó có thể giảm tối đa là bao nhiêu ha các bạn ơi. Ok các bạn. Rồi, là bây giờ là quy biệt đội DJ luôn các bạn. Trời quá đã luôn, quy biệt đội DJ vô game này đánh đàn cho mình nghe chứ mình không cần chơi, mình vẫn thắng các bạn. Rồi, rồi thì bây giờ là chúng ta để xem ha. 3.000. Thì nói chung là những cái con Santa này các bạn nhớ nha. Nếu mà các bạn không có những cái con này thì các bạn sẽ thua liền ngay lập tức. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ đặt thêm một con ở đây. Và tí nữa sẽ bao quanh luôn cái map này. Nó sẽ đẹp ha. Tại vì càng về sâu các bạn, những cái quay sâu nó rất là khó chơi luôn mấy ông ơi. Đó cho nên tôi sẽ xây những cái con này ha. Đó up lên luôn. Hiện tại thì nó chưa tới đây nhưng mà mình nghĩ là sau khi up cái này thì nó rất là rộng. Nó như thế này đó các bạn thấy không? Vời lời thiệt, nó rộng vãi cái trưởng luôn các bạn. Không tin luôn ấy. Thật sự không bao giờ tin luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt cái con ra từ để mình xem coi. Rồi đặt ở đây ha. Rồi búp ơi, 0.19. Wow, căng phết nhờ, căng phết nhờ. Rồi up lên luôn nè. Rồi ok. Ui nó bao quát luôn các bạn. Ngon. Trời ơi bây giờ thì ai có thể cản bước được đội hình này của tôi. Ui đặt ở đây không được các bạn ơi, xui quá. Không là có một tấm hình đẹp cho các bạn coi rồi. Mình up mấy con này lên luôn nè. Rồi 6.000 tiền. 6.000 tiền thì mình nghĩ là mình sẽ up từ từ. 500, up lên luôn nè. Up lên luôn nè, bao nhiêu đây? 0.17. What the hell man, real à, that's real. Oh, được bóp luôn mấy bạn ơi. Wow. Rồi ngon ha, đội hình nè. DJ của mình thì thực sự là không ai có thể cản bước được. Trời ơi, quăng tới đây luôn. Rồi, vừa được búp, vừa được các kiểu nào đều luôn các bạn. Các bạn thấy không? Đội hình super DJ xì bích Superman các bạn ơi. Ừ. Và cộng thêm cái con quỷ này mà nó búp thêm nữa nè. Đâu để mình nâng thử coi. 0.16 tốc độ đánh. Búp thử nó coi. 0.15. Quái cái trưởng thiệt. Nó vừa kêu AOM nó còn vừa 0.15 nữa các bạn. Thực sự là rất là bá cái đờ đạo luôn các bạn ơi. Rồi ở đây được nữa không? Quay. Được lúc nào từ. Rồi. Wow. Ngon. Đã quá các bạn ơi. Trời ơi nó bực búp luôn các bạn. Thì bây giờ là mình để làm bán luôn con này các bạn ơi. Đó. Rồi các bạn thấy không? Đội hình Fox DJ TV Band. Rung các bạn. Quá đã luôn các bạn. Như vậy thì làm sao mà có thể cản phá được cái đội hình quân đẹp trai của mình các bạn. Rồi mình để. Ủa được đúng đã. Vờ lời các bạn được đúng đó. Hơi ảo rồi đó. Đế chế DJ Switch cơ man hùng hậu các bạn. 5 con đặt ra thôi là mấy ông cô nội kia mấy ổng phải khiếp sợ rồi ha. Ui không được búp. Vờ là không được búp các bạn ơi, căng tới giờ. Trời ơi cứ tưởng là được búp rồi mấy bạn. Rồi hiện tại là mình đã đạt được quay 30 rồi các bạn. Và các bạn nhìn ra, các bạn nhìn máu nó nè. Vờ là các bạn thấy không, các bạn nhìn máu nó kìa. Ảo ma Canada thực sự luôn mấy bạn ơi. Rồi ok, một cái ở đây và up lên mát. Rồi búp ha. Và chúng ta sẽ xây thêm một con ở đây. Ok ok luôn. Và mát. Và mát. Trời ơi đội hình đã đi chay si bít cơ man siêu cấp hùng hậu luôn các bạn, quá là đã luôn các bạn ơi. Rồi và trong video ngày hôm nay thì tí nữa mình sẽ để ra một cái con. Ui con này có sai của Flinter chính là ai thì mình cũng chả biết nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu để xem thử nha. Các bạn thấy không, máu rút nè này, các bạn thấy máu nó rút không? Thì cái con này không biết là nó có thể, mình nghĩ là nó có thể đặt ở ngay cái khúc này được nhưng mà nó sẽ không được búp các bạn ơi. Ồ mình đặt cái con DJ ở đây thì nó cũng hơi ngu xíu rồi. Rồi nhưng mà không sao ha. Với một cái đội hình này của mình thì hả, chấp hết các bạn thấy không? Chấp hết luôn. Và bây giờ thì mình sẽ xây thêm nè. Rồi xây ở đây đi. Rồi ok. Rồi ok, up lên nè. Rồi ok luôn. Rồi để xem xây ở đây được không? Mình sẽ xây cái chỗ nào mà nó có thể bắn xa full map nha các bạn. Ôi trời ơi. Không có gì đây đâu. Các bạn phải biết rằng là ví dụ như 10 con mà nó đánh 0.2 giây đi. 10 con mà 0.2 giây thì cứ khoảng 1 giây các bạn sẽ gây được 100.000 dam. Đúng không ta? Nếu mà mình tính không nhầm thì nó sẽ rơi vào khoảng 100.000 dam cho 1 giây thì mình cũng không rõ. Nhưng mà cái này là đánh lan. Đánh lan nha các bạn hãy nhớ là đánh lan nha, chứ không phải là đánh bình thường ha. Quay thằng quỷ này nó cầm cái con gì đây? DJ Speed Command. À búp dam, con đó là búp dam nha các bạn ơi. Ừ con đó là búp dam ha.
thì nó cũng gọi là ok. Mà biết vậy thì quỷ này nó xây cho mình, nó không xây, nó xây nó đặt ở ngay đây để nó hưởng một mình. Các bạn thấy không? Các bạn thấy chưa? Trời ơi, các bạn thấy nó quá đáng không các bạn? Quá là quá đáng luôn các bạn ơi. Rồi ok ha. Thì bây giờ mình thấy nó bắt đầu nó hơi lọt lọt rồi, nhưng mà mình nghĩ là nó không lọt nổi thôi các bạn. Thực sự là mấy cái con DJ này của mình nó rất là mạnh luôn các bạn ơi. Thậm chí là mình có cầm theo cái đội hình là cái con bố của nó các bạn, DJ TV Man. Còn cái này là DJ Speaker Man. Bố của nó sẽ làm DJ các bạn. Nó sẽ là không thể nào mà chúng ta có thể thu được trong cái trận đấu này ha. Rồi và bây giờ thì hoàn toàn mình quá là nhiều tiền luôn. Mình không còn bất kỳ một cái chỗ nào để mình đặt, thì tí chắc là mình bán luôn mấy con này đi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ xây thêm một cái con mà mình có thể làm chậm ở ngay cái chỗ này. Và mình sẽ up cấp nó lên cho nó bắn xa xa xíu nè. Đó. Rồi và mình sẽ xây thêm một cái con ở ngay khúc này ha. Rồi ok, và mình sẽ up nó lên để cho nó bắn qua bên kia để nó làm chậm lại ha. 14.000 tiền hả? Ui sao con lưỡi quỷ, quỷ này nâng mắt như vậy. Trời ơi, còn nữa hả? Đó. Rồi, và đây chính là đội hình mà được nói là rất là mạnh trong cái game Toilet Tower Defender luôn nha các bạn ơi. Vì thế mà các bạn nào mà thích những cái con này thì các bạn nên viết là ghé vào đâu và mua rồi đó ha. Trời ơi, cái gì cũng có, hãy ghé tại bình luận phía dưới của mình ha. Rồi và bây giờ thì con này là cần 18.000 tiền. Ôi con này cũng không phải 2 giây nè, con này không phải 15 giây. Ờ, nhưng mà cái con này cái điều kiện nâng mát của nó các bạn, nó rất là mắc luôn các bạn thấy không nè nè. Nó không thể nào nó bước ra được khỏi cái cánh cổng này luôn nè các bạn thấy không. Không thể nào mà bước ra được khỏi cái cánh cổng này luôn. Quá đã luôn rồi, đức là ảo giác ha. Và mình nghĩ được rằng là tới đây thì chúng ta chỉ có ngồi bưng cơm xơi nước để cho những cái con này nó bắn thôi các bạn, chứ chúng ta không cần làm những cái thứ khác ha. Nói giống vậy như kiểu là các bạn ngồi chỉ tay năm ngón, ừ mày quýnh này cho tao, quýnh kia cho tao, thì mấy con này tự làm rồi. Rồi ăn tiền rồi nghe, ăn tiền thôi, tiền nó cứ lên các bạn thấy không, tiền nó cứ lên, mình không cần đụng chạm, mình không cần update gì hết, nó cứ bắn. Các bạn đợi nè, 400.000 máu mà máu nó rút nè các bạn thấy không, máu nó rút nè các bạn thấy không, ghê không, 400.000 máu mà nó rút kiểu như này. Nếu như mà mình đặt 100 con như thế này thì cái map này nó sẽ như thế nào nhờ. Ê, hôm nào chúng ta sẽ làm một cái content có thể là 100 con Fox DJ Speaker Man trong cái trận đấu này không ta? Ồ, mình thấy là nó một đó là một cái content mình khá là ok thôi các bạn ơi. Rồi, và nếu các bạn mà thích những cái content như vậy á thì các bạn có đừng quên bình luận phía bên dưới cho mình một cái ha. Mình sẽ hả làm hết cho các bạn xem luôn ha. Thì lý do mà mình có thể cầm theo cái con này để làm cái gì? Là để mình có thể yểm trợ, là hỗ trợ ha các bạn, đó hỗ trợ cái vấn đề làm sạc chậm solo cái kiểu. Và khi mà các bạn nó tới đây thì nó sẽ bị con này solo ha. Đó, các bạn thấy không? 1 triệu 2 máu mà máu nó rút như siêu nhân luôn các bạn. Trời ơi, tại vì cái con này với các bạn nó không có mắc tiền, nó rất là rẻ và nó là phù hợp cho những bạn nào mới chơi. Vì thế mà bạn nào thích thì cũng đừng quên bình luận tên và unit cái con này ở phía bên dưới là mình sẽ tặng cho các bạn hết luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Đây 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 các bạn nè, đây 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 đây. Rồi nè, 402.000 máu chết nè. Mày chết 500.000 máu các bạn thấy không? Nhưng mà nếu mà xét về con này và con Cubic á các bạn thì mình vẫn đánh giá cao cái con Cubic hơn các bạn ơi. Tại vì các bạn có biết sao không? Tại vì cái con Cubic á các bạn, thứ nhất là đam nó rất là to các bạn thấy không? 9.000 đam. Mà con này có 1.000 đam mà mặc dù là con này đánh xa. Ơ từ từ để mình tính thôi coi. 9.000 đam trong 1 giây. Ê tính ra con này nó cũng ngang ngang rồi các bạn ơi. Ơ con này ai con này được búp. Ví dụ như mình tính con không búp coi. 0.2 thì nó sẽ ray được khoảng 5 lần thì cái này nó sẽ có 4.000 đam mà. Đúng rồi, nó thua con Cubic nhiều các bạn ơi, cho nên là hỏi sao là cái con Cubic nó vẫn là một cái con mà Legend Dagi có thể trụ được Nightmare nha các bạn. Rồi và mình chiến thắng cái map này chỉ trong khoảng 15 phút 58 giây. Uầy, quá mạnh luôn các bạn ơi, các bạn phải quá đỉnh luôn ha. Rồi ok các bạn ơi, và nếu các bạn thích video này các bạn đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là những đăng ký vì nó miễn phí nha các bạn ơi. Và các bạn nào mà muốn mình quay chung với bất kỳ một cái idol nào mà các bạn thích đó, các bạn cũng đừng quên bình luận phía bên dưới ha. Trước khi kết thúc video này các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like. Nói rồi quên tiêu, nói hoài nói mãi các bạn. Mình nhắc các bạn hoài rồi đúng không? Và chào, mình là Quân rồi nha các bạn.